Dân mạng quay xe ném đá Hồ Văn Cường sau khi Trang Trần đăng đàn gọi thẳng tên con nuôi Phi Nhung. Hơn một tháng Phi Nhung qua đời, người thân của cố ca sĩ đã tổ chức lễ cúng 49 ngày tưởng nhớ đến cô. Cả ở Mỹ lẫn Việt Nam đều có rất nhiều đồng nghiệp của giọng ca Bông Điên Điện ghé qua. Tuy nhiên một lần nữa Hồ Văn Cường lại vắng mặt khiến nhiều người bàn tán. Những đồn đại bắt đầu bùng lên, có ý kiến cho rằng sau khi rời khỏi nhà Phi Nhung, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 đã cắt đứt quan hệ với mọi người. Đáng chú ý sau lễ 49 ngày Phi Nhung, vừa qua, Trang Trần có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Cựu người mẫu chia sẻ hình ảnh của Đức Hiếu, cậu con trai cả trong dàn con nuôi của đàn chị, đính kèm đó là những lời khen ngợi. Tự dưng hai hàng nước mắt cứ rơi khi nhìn những hình ảnh này. Con ngoan lắm, Phạm Đức Hiếu. Mẹ Nhung chắc đang mỉm cười vì từng ngày thấy con mình càng khôn lớn và bảo bọc các em. Cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn, sau này phụ giúp chăm lo cho các em con nhé. Thương con nhiều lắm. Cư dân mạng lần này lại cùng chung quan điểm với Trang Trần, hết lời khen ngợi Đức Hiếu vì tấm lòng hiếu thảo và cách cư xử đúng mực. Cùng với đó, Hồ Văn Cường tiếp tục bị réo tên để so sánh. Việc giọng ca sinh năm 2003 liên tiếp vắng mặt trong những buổi lễ quan trọng khi mẹ nuôi mất khiến nhiều người không hài lòng. Đa số đều cho rằng dù bận việc đến mấy thì cậu cũng nên sắp xếp thời gian tham gia. Trong các số bình luận xuất hiện nhiều lời mỉa mai Hồ Văn Cường, thậm chí họ còn nhắc đến việc Ngọc Sơn và Bầu Thụy ngỏ ý hỗ trợ cho nam ca sĩ. Thái độ này khác hoàn toàn so với trước đây. Từ chỗ bênh vực, hiện tại dư luận có vẻ không thiện cảm nhiều với nam ca sĩ. Nhìn Đức Hiếu mà thương, chả bù cho ai kia, ca sĩ nổi tiếng, quên mất mẹ nuôi. Ủa, cậu con trai cưng, ẵm 5 triệu rồi đi tìm ca sĩ Ngọc Sơn báo hiếu à? Cậu con trai nổi tiếng mãi không thấy xuất hiện nhỉ? Nhìn em này thấy thương ơi là thương, chẳng bù cho ai kia mất tích đó giờ. Dù có lý do gì cũng thật khó để tha thứ. Trước đó, Quỳnh Trang, con nuôi của Phi Nhung từng đề cập đến chuyện vắng mặt của Hồ Văn Cường khi trả lời phỏng vấn. Nữ ca sĩ cho biết, có thông tin ai cũng biết là Cường và gia đình của em đã ra ngoài sinh sống. Trước khi đi, Cường có nhờ em là, bây giờ em không cùng nhà với mọi người, mỗi lần chị qua nhà thì giúp em thắp cho mẹ cây nhang. Em cảm nhận được sự đau buồn của Cường trong lời nói và em nghĩ đó là lòng tôn trọng của Cường dành cho mẹ. Mỗi lần em qua, em vẫn giúp Cường thắp nhang và Cường cũng cảm kích điều đó.